Chào các bác nhá. Thì buổi chiều hôm nay em tranh thủ em về sớm, em tiến hành em phun cái thuốc nấm cho cây na sau khi mình cắt cành các bạn. Sau khi mình tiến hành mình cắt cành đây. Thì hôm nay buổi chiều rồi. Đây các bạn này. Thì đúng ra là khi mà vừa cắt xong á là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta phun luôn để bảo vệ những cái chồi, những cái đoạn mà chúng ta bớt lại này. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà vừa rồi em mới cắt xong ấy là nó gặp mưa luôn các bạn. Nên là em không phun được. Hôm nay cách mấy ngày rồi em mới tiến hành em phun. Này. Khi mà phun ấy thì chúng ta tiến hành là khi cắt xong á là các bác tiến hành là các bác phun thứ nhất là thuốc sâu. Đấy, để phòng thuốc sâu thì các bác ra ngoài tiệm á là chúng ta bảo chỗ người bán ấy, người ta bán cho mình cái thuốc sâu mà nó làm cho ung trứng luôn. Đấy, ung trứng dẹp sáp này, rồi ung trứng những con sâu này. Đấy. Làm ung trứng. Cái thứ hai nữa là các bác trộn với cả thuốc nấm. Đấy. Thuốc nấm như hôm nay thì em phun thuốc nấm là cái thằng Nosia các bác. Là đồng đỏ đấy. Thì hôm nay em phun đồng đỏ kết hợp với thuốc sâu. Thuốc sâu thì xịt lúc này các bác không cần phải căn là thuốc sâu mát gì cả. Tại vì cái cành chồi lúc ấy lúc này là nó không có gì cả. Nên các bác xịt cái dòng thuốc sâu nó có cái thành phần mà nó làm cho ung trứng. Rồi diệt những con sâu rồi con bọ hay cái những cái con mà nó bám trên những cái thân cành này. Đấy. Khi chúng ta phun ấy, chúng ta phun kỹ các bạn. Đấy, phun ướt hết luôn. Chứ không phải là chúng ta phun qua đâu nhé. Đây, em vừa phun, em vừa trao đổi với các bác. Đấy. Chúng ta phun chùm, phun phủ luôn. Phun ướt hết. Hai nữa các bác lưu ý cho em khi phun á. Tại vì nó có cái thành phần nấm. Đấy. Đồng đỏ nó diệt nấm rất là tốt. Nên các bác xịt vào thân này này. Cái đoạn thân mà nó thường là khi mà con á mà nó che là chúng nó hay bị rong rêu lắm mốc. Chúng ta xịt. Hai nữa các bác xịt nhớ là chúng ta có một cái quan trọng nhất là chúng ta phải xịt gốc này. Đấy. Cho nó ướt cái gốc luôn. Ướt cái cổ rễ này này. Đấy. Ướt cái cổ rễ này là nó sẽ không bị nấm và không bị lứt thân, xì mủ. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Đây. Khi xịt là nó ướt cái gốc luôn này. Đấy. Cái này nó bị vướng cái kia rồi. Đây. Đấy, chúng ta xịt cho ướt cái thân này luôn này. Giống như chúng ta rửa cây luôn đấy. Đấy. Chúng ta đừng có sợ tốn thuốc. Chúng ta xịt này thì nó không tốn bao nhiêu đâu. Đấy các bác thấy không? Em xịt ướt hết cả cây luôn này. Đấy. Mùi rất là ghê. Lúc này thì chúng ta sử dụng thoải mái. Đây. Cái giọt nước này. Đây. Đây. Đấy. Đồng đỏ thì nó hơi màu hơi đỏ đỏ đây. Cái giọt nước này. Đấy. Thì cái giọt nước này nó đọng vào cái cục cái này. Đấy, nó diệt nấm các thứ này. Sau này cái chồi ta mọc lên là cái đoạn đấy là nó không bị nấm. Không bị nấm bệnh. Đây. Đấy, các bác xịt. Xịt bên này rồi xịt bên kia. Đứng nó xa ra cho nó đỡ độc hại các bác. Em xịt luôn những cái mấy cái cây bơ của em trong vườn. Để nó có bọ xịt muỗi các thứ. Khi các bác xịt, các bác lưu ý cho em này. Khi chúng ta xịt để những cái cây gì trên vườn này chúng ta xịt hết. Đấy. Tại vì khi mà các bác cắt cành này á là những cái con sâu bọ, những con bọ xịt muỗi, những cái con nhện các thứ á là nó sẽ dồn từ cái cây các bác cắt sang cái cây bên cạnh. Đấy. Ví dụ từ đây này nó sẽ dồn sang cây sầu riêng kìa. Đấy. Hoặc là sang cái cây bơ này. Đấy. Thì chúng ta phải xịt là chúng ta phải xịt hết. Tất cả những cây ở trên vườn á là chúng ta xịt hết toàn bộ. Đấy, trộn thuốc sâu rồi thuốc nấm chúng ta xịt thì nó sẽ tiêu diệt hết những cái con bọ xịt muỗi, đặc biệt bọ xịt muỗi, rồi nhện đỏ này, rồi sâu. Nó di chuyển từ cái cây này này sang những cái cây còn đang còn lá đấy là nó nằm đó. Đến khi mà cái cây na của chúng ta này ra chồi này là nó sẽ lại di chuyển sang để nó cắn phá. Đấy, rất là nguy hiểm nên chúng ta phải xịt hết, xịt toàn bộ luôn. Rồi người nhà em cắt
Thấy một số cái chồi nhỏ nhỏ con bớt lại đây. Đúng ra chúng ta không được bớt lại thế này các bạn, đã cắt là phải cắt sạch. Nó ra cùng đồng loạt luôn đấy. Thì vườn này của chúng ta rất là đều. Thì chúng ta không có cây cành cắt, cành không. Khi chúng ta xịt thì các bác nhớ là cái chú ý cái cổ rễ của nó. Tại vì em thường hay xịt vào cái gốc này, dẫn đến là cái vườn na của em là nó không có bị bệnh, nó không có bị lứt thân, xì mủ. Gió nó quẩn cái thuốc sâu ghê quá các bạn. Thì chúng ta xịt nấm bệnh với thuốc sâu. Xong rồi là chúng ta sẽ để cho cây nó sẽ tự bắn mầm. Thì do là thời tiết vừa hôm vừa rồi em cắt ấy, là cái vườn na của em là gặp đúng cái đợt lạnh. Có 14 15 độ thôi. Nó đứng luôn cả tuần nay nó không có nhúc nhích gì cả. Nhưng mà hôm nay thời tiết bắt đầu ấm lên một tí rồi, có ánh nắng mặt trời kìa. Thì tầm khoảng 3-4 ngày sau đây là cái vườn na này của em sẽ bắn chồi toàn bộ luôn. Để bắn chồi hết toàn bộ nhé. Dùng cái súng này này các bác này, nó tốn thuốc hơn một tí nhưng mà nó khá là an toàn và nó nhà. Các bác đứng từ xa các bác xịt là nó không có bị cái thuốc nó bay vào người á. Có nhưng mà ít các bác, hạn chế. Chứ nó không có bị nhiều. Thì nhiều bác là xịt cái bình này đứng gần ấy, mà chúng đúng cái chiều gió nó bay vào người, nó rất là độc hại. Lúc này thì chúng ta chưa có dùng lưu dẫn các bác nhé. Không có dùng thuốc lưu dẫn lúc này. Lưu dẫn là khi mà chúng ta nó ra chồi á. Nó ra chồi rồi bắt đầu chúng ta sẽ dùng lưu dẫn để chúng ta phun. Đấy, lưu dẫn thì các bác ra tiệm các bác chọn cái thành phần thuốc sâu lưu dẫn, nhưng mà nó có cả cái thành phần diệt trực tiếp luôn. Nó hai thành phần đấy. Thì các bác xử lý là nó sẽ có tác dụng dài hơn là cái thằng tiếp xúc vị độc. Đấy, chứ còn nếu mà các bác dùng độc có tiếp xúc vị độc không ấy, là chúng ta phải xịt liên tục. Mà xịt liên tục thì độc hại lắm các bác. Con người ta hít vào nó rất là độc hại. Đây, các bác thấy cái cây này của em tán đẹp không? To rồi. Xòe rất là rộng nhé. Tán đẹp. Đấy, ngày xưa bảo là trồng cái cây na cạnh cây bơ, sau này có nguy cơ là phá cái cây na này đi để cây bơ. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta làm na mà đạt ấy, thì chúng ta có khi chúng ta phải cắt. Đây này, em phải cắt tán cái bơ đi đây. Đấy, để cho cây na nó xòe ra. Thì cây nào hiệu quả kinh tế cao thì mình để được các bác nhỉ. Đấy, giống như cây mà to như thế này này. Đây, cây to như thế này. Mà làm thành công thì cây này nó phải có 450 kg. Mà chúng ta làm đạt thì nó phải có 1,5 triệu đến 2 triệu. Nếu làm đạt các bác nhé. Chứ còn làm mà thất bại thì không tính được. Rồi được giá cơ. Ví dụ được giá nữa thì tuyệt vời. Giờ mà được giá này khoảng 450.000 thôi thì cũng ngon rồi. 30-40 kg là đã có hơn 1 triệu rồi các bác nhỉ. Vừa rồi có nhiều bác bán na thái đến giá đến 70-80. Đấy, có những bác thì bán 40-50. Có bác bán 70-80. Đấy, tùy mỗi nơi mỗi giá chứ không phải là ở đâu cũng giống đâu, ở đâu cũng giống nhau. Tuy nhiên thì em thấy là hiện tại bây giờ cái giá na thái thì vẫn có thể nói là có lời. Vẫn được. Không dám nói là quá cao nhưng mà so với mặt bằng chung với các loại cây trồng khác thì là giá na thái vẫn được các bác. Không có tưới đâu các bác nhé, cắt xong rồi không có tưới, kệ nó. Chúng ta chỉ xịt nấm bệnh mấy cả sâu mấy các thứ thôi. Các bác trộn được cái thành phần mà nó diệt trứng ấy, trứng ấy. Đấy, thì phun xịt thế này là nó rất là sạch cây. Này các bác thấy na thái của em xen mấy cả cái cây nhãn này. Đấy, nên là khi chúng ta cắt cành cái cây na thái này á, là bao nhiêu cái con bọ xít, con sâu con ấy là nó sang cái cây nhãn này hết này, nó trú ngụ trong này này. Đấy, các bác thấy không? Đốm đốm trắng này. Đấy, nên là chúng ta rung cái cây này là rất nhiều con bọ nó trong này bay ra. Nên là khi mà chúng ta xịt thì chúng ta phải xịt tất.
tất cả các cây trên vườn phải xịt hết. Mà nếu mà được ấy thì là xung quanh hàng xóm cũng rủ nhau xịt một lần thì nó rất là sạch. Chứ nhiều khi chúng ta xịt ở vườn mình ấy, nhưng mà nó bay sang hàng xóm. Rồi đến khi mà hàng xóm xịt ấy, thì nó lại bay sang vườn lại của nhà mình. Nó cứ vòng qua vòng lại như thế là rất là khó trị. Nên là tại sao mà người ta phải cần cái cánh đồng lớn ấy, để khi chúng ta phun thuốc ấy, là nó diệt được một lần, tập trung đi diệt. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta xịt thế này là chúng ta phải tính là bắt đầu là chúng ta cắt cái quãng đời của cái con bọ xít muỗi hoặc là cái con nhện. Đấy, xịt này xong một tuần sau phải xịt tiếp, xong một tuần sau nữa phải xịt nữa. Chúng ta không cho nó sinh sôi nảy nở trên vườn thì nó sẽ không có bị dịch hại nặng được các bác nhé. Chứ xịt được một lần sau khi bỏ cả tháng trời mới lại xịt lại thì nó rất nhiều lứa, thì nó rất là nguy hiểm trên vườn. Đấy, thì hôm nay mới cắt cành xong, đúng ra là xịt ngay được rồi thì chưa, nhưng mà do khí hậu nó không được thuận lợi, cái thứ hai em bận quá. Thì hôm nay là đến ngày thứ cả tuần rồi đấy, 5 hay 7 ngày thì em không nhớ rõ nữa, thì em mới xịt được. Đấy. Các bác nhớ là xịt xong này các bác kệ nó, đừng có tưới nước, tự nó lẩy chồi thôi. Thì chúng ta sẽ xem cái chồi nó thế nào. Đấy, ví dụ chồi nó vừa nhú ra là chúng ta phải phun thuốc mát bông. Đấy, để chúng ta bảo vệ cái chồi, tránh vấn đề chích hút. Rồi khi nó ra tiếp thì chúng ta phải xịt tiếp. Rồi can chúng ta xịt vi nữa, combi á. Rồi amino acid. Khi mà cái đọt nó lớn một tí ấy, rồi cái bông nó to hơn một tí thì chúng ta có thể sử dụng bo canxi. Còn nếu mà đọt mà gặp mưa mà đọt đi mạnh quá thì chúng ta phải cộng thêm siêu lân vào 10-60-10 để làm cho già lá. Cái đó thì các bác sẽ biết hết rồi, kênh của em nói trao đổi hết rồi. Còn các bác cứ đăng ký kênh của em nhé, đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em ấy, để chúng ta cùng làm cái vườn của chúng ta cho nó hiệu quả. Đấy, chúng ta trao đổi, chúng ta làm thôi, chứ em thì cũng không dám dạy ai cả, nhưng mà chúng ta cùng trao đổi để chúng ta làm cho nó hiệu quả thôi. Đấy, nhiều bác thì sẽ bảo là sao vườn tôi nó cứ bị chết, mỗi năm nó chết mất một ít. Đấy, mỗi năm chết mất vài chục cây. Thứ nhất các bác trồng sâu á, các bác trồng sâu. Có hai nữa các bác ít khi các bác xịt nấm bệnh các thứ, các bác chú ý đến gốc, dẫn đến là cây nó hay bị xì mủ, nó nứt gốc, nó bị chết các bác. Đây các bác nhìn vườn của em này, trừ trồng sen thôi chứ chả cây nào chết cả. Đây này, trồng cái cành như thế này thì phun này chúng ta cố gắng là phun cho kỹ, phun cho ướt đều luôn. Đấy, nấm bệnh rong rêu các thứ, rồi chú ý chúng ta phun hết cành lá, rồi chú ý phun cả cái thân cái gốc kìa, lại xung quanh cho nó bảo vệ cái nấm nó không bò lên cây, nó không lên cây. Vâng, thì em cũng bán cái giống na thái này. Đấy, giống na thái, cái da nó màu vàng đấy, giống na thái em gọi là da thái da vàng, na thái da vàng. Hai nữa cái túi bọc trái, đấy, túi giấy Đài Loan các bác nhé, bọc cái trái na này, này. Đấy, bây giờ thì đa phần ai cũng dùng cái túi giấy chứ người ta ít khi người ta dùng cái túi lưới. Đấy, túi rút cũng ít người dùng rồi. Thì bọc trái nó sẽ hiệu quả, an toàn, không có thuốc sâu hoặc không có con gì vào được, nên là nó sẽ đẹp hơn, bán được giá hơn các bác nhé. Thì ai có nhu cầu về dùng túi hoặc là giống na thì các bác alo cho em số điện thoại là 0989 037 167, em sẽ chuyển đến tận nơi cho các bác. Đấy. Vâng, thế các bác nhá, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.